Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình đã công bố quyết định số 1359 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Đức Phổ khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ. Thông báo ý kiến của Thường trực tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương thực hiện quy trình cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Tâm Hiển và thực hiện quy trình giới thiệu Phó Bí thư Thị ủy Đức Phổ nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định và chúc mừng ông Đỗ Tâm Hiển được tín nhiệm trao trọng trách mới. Ông Hiển trải qua nhiều cơ quan đơn vị công tác và đều được đánh giá cao về năng lực, tinh thần, trách nhiệm. Khi về nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, ông Hiển kịp thời nắm bắt tình hình, bắt nhịp hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ để lãnh đạo chỉ đạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức để đưa Đức Phổ phát triển. Minh chứng là năm 2023, Đảng bộ thị xã Đức Phổ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Tân Bí thư Thị ủy cùng Ban chấp hành Đảng bộ thị xã phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nghị quyết đầu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thị xã Đức Phổ triển khai ngay thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện quy trình giới thiệu Phó Bí thư Thị ủy Đức Phổ nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Tâm Hiển cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đức Phổ đã quan tâm, giúp đỡ, đào tạo để bản thân trưởng thành như ngày hôm nay. Tân Bí thư Thị ủy Đức Phổ cam kết sẽ gương mẫu, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ, quy tụ sự đoàn kết, công khai minh bạch để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa thị xã Đức Phổ ngày càng phát triển, xứng đáng niềm tin của lãnh đạo tỉnh và nhân dân. Ông Đỗ Tâm Hiển sinh năm 1981, quê quán ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn là thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. Trình độ chính trị, cao cấp lý luận chính trị hành chính, chuyên viên cao cấp. Trước khi giữ chức Bí thư Thị ủy Đức Phổ, ông Hiển trải qua nhiều đơn vị công tác ở thành phố Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ.